cho con hai trường hợp dưới đây là tâm bất thiện gì và pháp đối trị chuyển hóa chúng. Thứ nhất, nghĩ đã nói rồi mà không nghe, giờ phải chịu hậu quả đáng đời. Thứ hai, thể gặp bất kỳ ai đều âm thầm đánh giá họ thông qua những giáo lý ích ỏi của bản thân. Rồi. Nhất là cái chuyện mà mình nghĩ là nói rồi không nghe, giờ đáng đời, thì coi chừng cái đó nó thuộc về cái nó không thuộc về cái tâm xã. Bởi vì tâm xã là mình có tâm từ với chúng sanh, và khi chúng sanh gặp đau khổ mình có lòng bi mẫn và hiểu là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Còn cái mà quý vị nói đó, thì nó thuộc về cái dưỡng dưng. Và để diệt trừ cái trạng thái dưỡng dưng á, thì sư đề nghị là chúng ta nên thực hành tâm từ và tâm bi. Khi mà mình có lòng từ và có lòng bi mẫn á, thì mình sẽ tránh được cái trạng thái dưỡng dưng đối với chúng sanh. Và đương nhiên chúng ta còn phải thực hành cả tâm xã để hiểu rằng chúng sanh có nghiệp của mình có nghiệp của mình mà họ có nghiệp của họ. Còn cái thứ hai á, là nó thuộc về cái trường gọi là ngạo mạn. Một câu nhé, là khi mình hỏi như vậy á, là bản thân mình cũng có ngã mạn trong đó. Tại vì mình thấy người ta là đụng cái gì cũng lôi cái vốn ích ỏi, vốn giáo lý ích ỏi của bản thân ra để mà so sánh, thì bản thân mình cũng có ngã mạn trong đó chứ không phải không đâu. Thì bây giờ trả lời chung cho cả hai trường hợp là mình ngạo mạn và thiên hạ ngạo mạn. Nhưng mà tôi nói là cái ngạo mạn của mình á, là quan trọng hơn cái ngạo mạn của người khác nha. Hello, sư nói quý vị không biết có nghe không? Dạ. Âm thanh bị nhiễu và ồn. Rồi, thì sư nói lại ha, tức là cái trường hợp đầu á là do cái gọi là cái sự dưỡng dưng ấy, và cái phương pháp thì nên là thực hành cái lòng từ và lòng bi mẫn. Còn cái trường hợp thứ hai đó là thuộc về ngạo mạn, tức là ngã mạn. Mà ngay cả đối tượng thì ngã mạn, mà cái người hỏi thì cũng có ngã mạn chứ không phải là không có ngã mạn. Đó. Thì bây giờ làm sao để mà diệt trừ cái ngã mạn? Đó là như thế này. Chúng ta phải biết, gọi là biết mình biết người. Biết như thế nào? Kiến thức mình á, kiến thức mà mình biết á, nó chưa là gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều những người giỏi hơn mình. Như là ở trong Kinh Tăng Chi á, Đức Phật nói nếu như mà mình muốn á, thì hãy so với Ngài Xá Lợi Phất. Tức là mong làm sao cho trí tuệ của tôi á, được như trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất. Thì cỡ đó mới gọi là so. Chứ còn mà so như những cái người 2 xu 3 hào á, thì nó cũng vậy vậy. Muốn so, Đức Phật muốn so thì so trí tuệ với Ngài Xá Lợi Phất. Muốn đạt được cái trí tuệ thì hãy mong muốn đạt được trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất. Đấy. Cho nên cái trí của mình nó chưa là gì đâu, mà nó đã là cái gì đâu mà mình ngạo mạn. Cái thứ hai là mình nên biết là mình vẫn còn là phàm phu. Chính bởi vì như vậy đó, cái sự hiểu biết của mình nó chưa đủ để diệt trừ phiền não. Bởi vì nếu như cái trí của mình đủ để diệt trừ phiền não thì mình đã chứng thánh rồi. Mà chính bởi vì mình chưa chứng thánh cho nên cái trí, cái sự hiểu biết của mình nó vẫn còn nhiều lắm, và vẫn còn phải vun bồi thực hành nhiều lắm ha. Và vấn đề này thì không biết sư Tuệ Tường có cách nhìn như thế nào? Thưa quý vị, riêng câu hỏi số 1 á, thì đại đức Hạnh Tuệ cũng có phân tích cái cạnh mà khi mà nói là cái vị này hỏi là suy nghĩ, có nghĩa là suy nghĩ á, đã nói rồi mà không nghe và phải chịu hậu quả đáng đời. Thì đại đức Hạnh Tuệ phân tích cái cạnh mà nói là mình đã dùng cái đề mục đó, từ để mình coi như là mình cái giải pháp đó, để mình đối trị đối với trường hợp này á. Thì đó nữa rất là chính xác, thì ở đây thì sư chỉ thêm một cái cạnh khác nữa. Tại vì quý vị mỗi ở đây á, là quý sư sẽ đưa ra nhiều khía cạnh, có nghĩa nhiều giải pháp. Quý vị á, tham khảo xem cái trường hợp nào á, là phù hợp với mình, quý vị áp dụng để cho nó phù hợp. Tại vì khi mà nói về cái suy nghĩ hay trạng thái tâm á, nó rất là trừu tượng, không chỉ quý vị á, là người hiểu quý vị nhất thôi, không? Quý sư á, cố gắng thì đưa ra những giải pháp để quý vị áp dụng. Thì riêng cái câu số 1 á, thì bản thân sư á, nghĩ á, là về khía cạnh này á, là khi mà quý vị đã nói á, là đã nói rồi mà không nghe, giờ phải chịu hậu quả đáng đời. Cũng có thể ở đây á, theo suy nghĩ cũng có thể là tự đang tự trách mình nha. Thì cái trạng thái mà trách mình đó, đó là trạng thái trạo cử. Dạ, trạng thái trạo cử mà ở trong thuộc trong 5 pháp chướng ngại đó. Thì trong 5 pháp chướng ngại thì có nói là để mà đối trị á, với tâm trạo cử á, thì quý vị nên tu tập đề mục lạc, tức là tầm tứ hỷ lạc định. Thì để mà đối trị được với trường hợp là trạo cử hoang quá thì quý vị nên tu tập lạc để đối trị, đúng không? Còn tuần tự tu tập thì tu tập như thế nào thì quý vị cũng quý sư cũng đã nhắc nhiều đó. Có nghĩa quý vị phải tư duy chân chánh, rồi xong rồi giới đó, rồi xong quý vị tu tập định. Dạ, thì quý vị mới đối trị được trong cái trường hợp này. Còn riêng câu hỏi số 2 á, thì Đại Đức Hạnh Tuệ cũng nói về cái trường hợp này á, thuộc về cái trạng thái mà tâm gọi là ngã mạn, thì sư cũng đồng ý quan điểm này, không? Ở đây thì sư xin kể thêm, chích thêm cái 9 cái cách mà ngã mạn để cho quý vị đọc qua, quý vị hiểu cái tâm ngã mạn nó phức tạp và nó đa dạng thế nào, để mình khi mình hiểu được qua 9 cái trạng thái ngã mạn này nè, mình hiểu được mình nằm trong đây nè, thì cái mình hiểu là được rồi, thì cái mình tu tập á, mình loại trừ cái ngã mạn nó dễ hơn. Đó là thứ nhất là người cao thượng cho mình cao thượng hơn người, cái thứ hai là người cao thượng cho mình bằng người hay ngang hàng người, cái thứ ba là người cao thượng cho mình đê hàng hơn người, cái thứ tư là người ngang hàng với người nhưng cho mình là cao thượng hơn người, cái thứ năm là người ngang hàng với người nhưng ỷ mình bằng người, cái thứ sáu là người ngang hàng với người nhưng cho mình thấp hàng hơn người, cái thứ bảy là người thấp hàng hơn người lại cho mình cao thượng hơn người, cái thứ tám là người thấp hàng hơn người lại cho mình bằng người, và cuối cùng cái thứ 9, người thấp hàng hơn người cũng lại cho mình đê hàng hơn người. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây, không biết Đại Đức có bổ sung gì không? Cái phần trả lời đã đầy đủ rồi. Đó. Cho nên là sư xin phép là qua cái câu hỏi tiếp theo.